nhà có một buổi sáng vui vẻ cho đẹp phúc nha. Út đang quay lễ cầu siêu sắp chuẩn bị sắp diễn ra tại Hoa Viên Bình Dương, nơi có nghệ sĩ cải lương Vũ Linh an nghỉ ở đây. Cả nhà theo chân Út coi đại lễ sắp diễn ra như thế nào nha cả nhà.